anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Thì sáng hôm nay Nam có mặt rất sớm ở trên nhà Dương Úc để quay cái cảnh mà thu hoạch bắp ở quê cho cô chú chị xem. Thì do là giấc tối gia đình Nam á, gia đình Cúc á đi hay bắp lúc 3 giờ tối nên là không có đủ điều kiện ánh sáng để quay cho cô chú anh chị. Tại vì chứ sáng này mình mới kịp nước về nè, nếu mà mình để trễ quá là nước nó sẽ cạn, mình trở về không được. Anh mở thì thức lúc 3 sáng để đi phụ Út nè. Bụt chào cả nhà. Con chào cả nhà. Bữa nay vẻ bắp mà bữa nay thắt quá trời nha. Năm nay thắt Út. Năm nay thắt mà này cũng mà... năm rồi tháng này hay tháng nào ta? Cũng tháng này á, năm rồi năm nay rồi chúng. Rồi chúng lắm. Dạ. Đậu bắp hả chú Tâm? Rồi tháng rồi tháng này cũng xuất xê với năm nay nè, mà năm rồi cô chú anh chị. À, Út cũng chầm bắp nữa nhưng mà trúng lắm mà chơi, nhưng mà ở thời điểm đó thì kênh của Nam thì chưa có phát triển. Trời chốt mệt quá. Cao quá hả? Cao quá. Đang mà không khum nữa à. Sáng nay thì mấy cô bác bẻ rất là đông luôn, rồi xong rồi nhà cũng có đôi bò đó cô chú anh chị. Cái phần bắp thì mình di chuyển về đây, còn mấy cái phần mà cây đó mình đem bà con mình chia ra đem về cho bò người ta. Khỏi gì cắt cỏ. Cũng tận dụng được hết trơn luôn á. Nó đựng khum cái đó ông đựng khum nha, khum nó nặng á, thằng này nó cao hơn mình rồi cũng vậy, nó nặng. Mấy vỏ cây này chưa đóng đinh không nè. Cái vỏ cây này dày dáng còn tình. Cái này đi đàng hoàng nha các bạn, mà lấy gì vô một cái là mà cãi với đinh của anh hai ổn lắm nha. Nè lấy chiếc dép nè, lấy chiếc dép bậy lại đi. Đâu có đi đó đâu. Bước ngang đây nè. Tới đó gì vậy? Đang đâu mà bước. Đá vô xúc vô bỏ chân luôn. Chốt ơi. Chốt đi đàng hoàng chừng đá gãy đinh của anh hai nha. Đó như sẽ còn bạc. Hoài. Chừng nào có ấy để cho tụi em kéo lên em cái hành nha này. Trời ơi này cái hành nhiều lắm á. Trời cái bao gì nặng như dữ à. Chết thằng ốm luôn rồi. Không sạp lên nè. Chết thằng ốm luôn. Ờ dùng đó anh bà đi. Cái dàn cây còn trứng thự rồi. Sao không nè. Nó mua rồi nó coi sạch nó hầm cho mình nấu. Gà bán đỏ rồi đây cao. Đây gài. Ê, lòng không gạch trời. Heo quá vậy. Hôm nay có bán thịt heo không? Không không. Lấy vô bắp bắp chậu chơi nè. Ồ bắp nè. Bắp mà hộp rồi nha. Ờ thịt heo mà ăn bắp. Quá trời. Bắp mà hộp nó đều gan luôn, nó khích gịch luôn ha. Bắp này là bắp siêu dẻo. Siêu dẻo. Bắp này là ngon nhất luôn á. Nó dẻo mà nó ngọt nữa. Đứng đi chơi được không? Qua cái
Rồi mà cả nhà ăn bắp luôn nha. Bắp siêu dẻo. Sáng kia ăn gì đệ ba chế bắp chưa? Có còn ba giờ rồi ạ. Vậy. Ở đây thì nó cập lộ của chú anh chị nên là tiếng xe qua lại nó hơi ồn ha. Chú anh chị xin clip cũng thông cảm. Trời ơi. Đệ ba chế bắp đi Út. Hả? Đệ ba chế bắp đi. Nè con ăn chế đi. Đây rồi bạn. Lột ra. Đó, thử ra. Nè lột lột cho cô trước đi. Nè. Rồi. Cái này luôn. Được rồi, hai chồng em ăn trái được cho nó. Đó. Đây cô chú anh chị xem nè, cái bắp của mình đó ha. Bắp này là bắp siêu dẻo không? Ở chú Út đâu? Siêu dẻo. Mới làm trái à? Mới làm trái bắp tiêu à. Hột dày phải không? Hột dày á, hột này bữa nay là bắp là vừa ăn luôn nè. Dạ. Hột dẻo. Năm nay thì cái bắp của Dương Út nó không có trúng lắm cô chú anh chị. Nó thất hơn năm ngoái cùng rít á. Vậy sao mà nó trúng nha. Năm ngoái trúng quá thì trúng rồi. Dạ. Dạ cô chú anh chị xem nè, cái hộp của mình nè. Làm con tay à nên là ăn lông ở lá nha cô chú anh chị. Không có lột ba cái sơ ba cái gầu nó hết. Ok. Út ăn cơm mới về. Lại đây nào, ngồi chơi nè, ăn cơm mới về. Ăn cơm mới về. Trời ơi, ăn chút cái gì? Út. Đây hột quá trời hột. Này Út có bỏ được phạn vậy? Không, tại cái giống bắp này mình bẻ cho nó liền ngọt. Dạ hả? Ngọt. Ừ, ngọt như bỏ được phạn á. Ừ, ngọt. Bắp mình bẻ vô liền gì nè là mình chặt nấu đi ngọt ngay. Ở quê mình thì nói hơi khô một tí cô chú anh chị, ví dụ mình mua ngoài đường nhiều khi người ta bỏ cái đường diêm, còn ví dụ như mình ăn ở nhà mình không có bỏ. Thôi bỏ mình nấu nhà mình ăn muốn ngọt nữa mình bỏ miếng đường cát nha. Ừ. Đường cát. Bố ba mày chạy vỏ ngoài hả? Dạ. Sao để em nhà dắt theo xe không? Bắp dẻo rồi chứ, ngọt. Mày hút thuốc dữ vậy trời. Cu này lớn lên nó cũng làm trái luôn nè. Đang xe chạy mà. Nè. Đợi dây mặt lại quay cái đây. Con nói rồi ai là đại ca? Nói rồi. Đứng vô đây coi. Xe không? Bắp đây là bắp mình giặt không? Chào cả nhà. Sáng giờ Liễu chuẩn bị cơm trong nhà để em ra cho mấy cô bác. Nhỏ chứ mà hộp dữ lắm, nhưng mà bạn nó nhỏ mà đã giặt nó rồi bắp ba. Dạ. Nó không đủ xài không? Nó không đủ xài. 40 nữa đi. Mình lột ra vậy nè, mình bán cho bà con ở đây ăn. Lột ra vậy mình bán rẻ lắm cả nhà. Một chục gì chỉ có 10.000 thôi. Là 12 trái. Là trái nó vậy đây cô chú anh chị, nó không phải loại nhất nha, nó là loại ba, nhưng mà ở quê mình ăn trái này tầm này trái đổ lại là được rồi, thì cái giá trị của trái bắp ấy, nó rẻ hơn, nhưng mà cái độ ngon này nó cũng vậy à. Đúng rồi. Còn mấy cái loại mà loại một rồi mình chuyển vô trung tâm này kia để cho người ta bán ta bán nó có giá hơn. Rồi đây mình lột vậy chứ cô Dĩ là dặn hết trơn đó cả nhà. Dặn hết trơn. Bọc 20.000, 30.000 mình lột sẵn rồi cho bọc vô đó. Cái loại bắp này thì Nam thấy nó rất là ngon nha. Nam xài hết một trái rồi đó. Nó dẻo mà nó ngọt nè. Út đâu có bỏ đường cát đường phèn vô. Con nãy bỏ đường phèn á. À, bởi vì con ăn nãy nó ngọt ngọt. Mình để đường phèn với muối. Cái bắp mà mình nãy nó không có bắp bình tự nhiên ngọt. Không bẻ mà bắp mình. Mình cũng phải đến miếng đường phèn vô á. Mình mới bẻ xuống thì cái đó nó ngọt là đương nhiên rồi, nhưng mà nó ngọt tự nhiên của nó khác. Mình bỏ thêm tí nữa để cho nó ngon đó cô chú anh chị. Cho nó đậm đà, cái vị nó đậm đà. Ở quê mình á thì bà con mình ăn bắp á không có thích bỏ đường diêm. Người ta bán người ta mới bỏ. Ăn cơm đi ra. À, mấy người mà nói hơi thô tí mấy người lại đường bán lại đường á. À, mới bỏ. Còn mình sẽ bệnh lắm.
cái giờ cũng có loại gì đó mình để vô đó. Dọn ra con có đi hả chị? Ba. Chị dọn cơm ha. Cơm đi. Mình thắt bắp nhưng mà mình ăn cơm vẫn sang nha cô chú anh chị. Cái món này là món kho rượu, cái món truyền thiết của người dân miền Tây mình trong mỗi đám giỗ, đám gì cũng có. Đám giỗ hay là thu hoạch cái gì đó, nhà của bà nội quê phim bánh cũng vậy đó, chuyển có thu hoạch cái gì là bà nội quê phim kho rượu à. Cái nồi kho rượu cái gì cho nó dễ ăn cả nhà. Ví dụ chiều nay mình không có thời gian á, mình kho để qua đêm vậy đó, sáng cái mình cũng có mình ăn. Ủa cò kéo quá đỏ nè. Vừa ở cò đậu phụ của Hương thôi nha. Bên đây thì mình vẫn có canh nha, cái hộp canh đu đủ và giò heo. Bắp giò heo hầm đu đủ. Có bia nữa nè. Có bia nữa, thác cái bắp năng cũng đẩy bia nữa. Trời đó, nên tại nãy tôi mới bị sụp đó đó vậy. Chuẩn bị cơm chu đáo quá. Ở quê mình vậy cả nhà, thu hoạch cái gì cũng vậy, cũng phải mình nấu một bữa cơm vậy đó cho anh em phụ tiếp nè. Rồi giúp đi ăn luôn. Rồi cơm đem ra ngoài đi. Đem ra ngoài. Để đợi nó đi. Để ngoài cho ngồi. Để nào ở ngoài đi rồi hỏi cái gì cũng góp. Lên ba rồi quan cơm nè. Mình diễn vô con. Bữa nay em cũng có đâm nước mắm tỏi ớt mình mập. Đúng. Cái này sáng sớm mà ăn cơm mà có canh này chắc ngon lắm hả bác ha? Dạ, ăn bắt lắm rồi nha. Hôm nay đang bằng bắp tiếp bắp ngầm bắp nam đãi toàn đồ sang không à. Mà cả nhà ăn cơm luôn. Nghe khỏi kiểu là nghề truyền thống hồi xưa giờ mà. Cái nồi này không có múc nữa thì cho nó ra đi. Mình mời cả nhà ăn theo khỏi kiểu với mình nha. Nấu rất ngay luôn. Mời cả nhà dùng cái bữa cơm đạm bạc của người dân miền Tây của mình nha. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình Hương gia đình chị hai. Để ăn cơm đâu? Về nhắc bố bác lên cho ăn gì. Sáng hôm nay thì mấy cô mấy cậu mấy bác nãy tiếp rồi xong rồi dễ chưa cô chú chị? Do bẻ sớm quá thì rồi sớm thì ai cũng có công chuyện cả nhà đó, người về đi cắt cỏ. Có người về thì đi xịt lúa rồi về hết rồi, có người thì đi ra tứ ổi. Măng thì đông mà ăn sao không ăn. Mời cả nhà ăn cơm nha. Bằng lúc 3 giờ khuya tới giờ đó cô chú chị. 3 giờ khuya. Tranh thủ ra rồi sớm mình cho gái lấy. Dạ. Giờ chắc cỡ 6 giờ giờ ngoài. Giờ 6 giờ ngoài. Nãy mình vô mất 6 giờ mới 5 mấy. Đi sao bẻ rồi sớm không? Nhờ anh xuống tay bẻ trước tụi nha. Dạ. Anh hai anh hai ngủ dữ hôm qua. Anh hai bồn chồn ngủ được thôi anh hai qua bẻ luôn. Mặc bí với cả nhà là ít hôm nữa là nhóm sẽ đi ra nhà anh hai này sẽ thu hoạch thủ hoa nha. Cả nhà đón xem người dân miền Tây mình thu hoạch thủ hoa nó có lạ gì ở những cái tỉnh thành khác không nha. Sao không nói cô chú anh chị xem kênh rồi coi thu hoạch thủ hoa với mình làm cái món gì nó ngon. Thủ hoa. Thầy phải hỏi bác hai mới được. Không. Bác hai có hủ hoa, mình giờ mình hỏi cả nhà coi hủ hoa là món gì ngon, nhờ cả nhà giới thiệu giùm. Chẳng bác hai đáp ứng. Hủ hoa là chỉ có thịt bò đấy nha, bò xào hủ hoa nè. Bò xào nè. Dạ. Bò né. Bò né là bò xào đó.
bò hầm nữa, hủ hầm nữa, hủ 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 ba mà lát bỏng ra cá rảnh á, cá rảnh mình giờ duyên á. Phải bầm vô miếng thịt bơ rồi đồ. Sao có mỡ béo béo ha. Đủ hầm ngọt quá ha. Ủa liệu lấy hộp kìa anh. Lấy hộp á. Nhớ làm chậm chứ. Ủa anh hai có một bầu không? Bầu nhóc. Cho em xin ít hộp thôi là anh chậm á. Trái gì trái cục cũng có, trái dài. Trái dài bầu sao á. Anh hai cái đó mình mắc ngâm cho ủ cho lên mặn luôn. Ngâm cỡ 2 tiếng một hộ á. Anh có luộc sẵn không? Chứ em nghe dưới kia có anh kia anh sinh hộp của anh luộc rồi mới cho, cũng cho mà luộc rồi mới cho cũng qua nước sôi cũng qua nước sôi á mới cho. Ở quê mình á thì đi thu hoạch hay là làm bất cứ cái công việc gì thì nó cũng như hồi xưa đó có chú chị, nhưng mà nó đỡ rồi. Được cái hồi xưa là cái về cái món ăn á mình được cải thiện nhiều hơn, mình ăn đẹp quá không chịu ngon hơn xưa nhiều đúng không con? Có chợ rồi nuôi đồ cũng thoải mái hơn xưa cả nhà. Hồi xưa thì cái gì nó cũng khó khăn cho nên là cái phương tiện nó khó. Bây giờ chưa vô chai nào lon nào chưa mà phải té lên té xuống vậy rồi vô vài lon cũng phải té cái nào rồi nè. Cưới rồi, vậy đám cưới. Ở đây mà bây giờ ví dụ người dân mình không có đi chợ mua được cá sáng mình mua lộ mình đón cả nhà thì bà con cũng có đi bán dạo dài dài á, mình mua ăn cũng được. Đủ em lột cái nón kìa chị hai, coi nó khỏe ăn cơm rồi chị hai. Đây là chị hai, là chị em ăn dâu với mình cả nhà. Đây là anh hai, anh của anh Cường. Có hai đó, con của anh hai, con của anh hai, chị hai. Ngồi xuống đây chị lấy cái bao kìa. Dễ nó bắn mất cái gì vậy? Để bữa nay bẻ bắp tới mấy gia đình, mấy gia đình kia về đâu tiêu hết. Dạ, còn anh Tư, anh Ba nữa. Cuối cùng còn có bên nội với bên ngoại à. Sớm ở nhà cũng nhờ mấy anh em rồi lại tiếp cho cha với mẹ. Chúng ai vậy hả gì? Súng lại mấy anh em tiếp. Đông lắm á. Không có mướn ai. À giá 3 giờ rưỡi á, 3 giờ mình ra ngoài ruộng mình thấy ngồi đỏ đèn ngoài kinh nha cả nhà. Chờ đặng bẻ phụ rồi đặng xin cây bắp về cho bò ăn á. Cỡ mấy chục người luôn. Ở quê thì kiểu tiếp qua tiếp lại gì đó cô chú anh chị. Tới nữa tới tàu mà có thu hoạch gì cái giữa cũng phải đi tiếp. Tiếp lại. Ở quê mình thì tình làng nghỉ sớm. Từ xưa đến giờ cái gì không. Cho ăn thịt đi để ăn ăn mỡ. Mỡ béo ngon. Không, còn thấy bữa nay cái nồi thịt kho rượu của Út là xuất sắc đó. Xuất sắc luôn. Bác hai đồ ăn nhiều vô. Dễ trứng răng rồi. Anh hai ăn nhiều vô, hồi đang đi bắt lên xe cho nó khỏe anh hai. Chưa đâu, ăn xong là chưa đâu. Chứ quả ăn xong rồi về nhà nha. Diễn gán con ăn vô mạnh con đi lên xe cho nó khỏe con. Chừng gần 2 tấn vậy. 2 tấn vậy. Gán hai với Diễn nè, mới vừa tầm. Với chèo nữa. Diễn đi Út. Ở quên nó dễ rồi không ăn. Bắt cỡ. Cỡ. Dở khách luôn. Em khó khéo quá em ơi. Không biết tính bẻ bắp xong rồi tính đòi mua gì đây. Món gì ăn hết ngon. Hai trái bắp rồi đó. Bắp ngon đó chị. Không, bắp ngon thiệt. Mẹ cái đu đủ nhà mình đu đủ thơm hả? Lấy đủ đó. Con lấy con hộp nữa con chầm. Nhiều khi Nam nói cô chú anh chị không có cảm nhận được đâu, nhưng mà nó ngon thiệt, bắp á, dẻo, ngon. Tại vì bẻ vô nóng liền á, ăn nó có cái vị mùi bắp mới á ngon á. Biết rồi sao, bây giờ tiến bộ lắm, bây giờ trồng bắp là ta, càng ngày ta ra cái giống bắp nó càng ngon. Tạo giống ra là bắp. Mình nấu mà được, mình để qua đêm nha, mình ngâm trong nồi qua đêm luôn á, nó thấm á, ngon. Nấu cái gia vị cho nó chứ vừa xưa... ăn. Hồi xưa chưa lai tạo toàn là chồng ba bắp gì bắp nù bắp gì đó anh hai, bắp gì khúc à bắp nù. Ừ. Bắp nù cái sao này cái được cái giống bắp siêu dẻo anh hai phải không, dẻo siêu dẻo cái nhỏ rồi nha. Hôm bữa là có mấy là cô đó là bạn đó gì chú gì đó hỏi Cường là bà nó có ăn không, anh trả lời là có một thằng anh dính không. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Bây giờ mình ăn cơm xong rồi tiếp tục mình lỡ bắp nha cô chú anh chị. Thì ở đây thì nó bắt đầu vào mùa Giáng sinh đó, nên là buổi sáng lạnh quá trời luôn. Hồi sáng Nam chạy xe lên đây mà thôi nó muốn quýu luôn. Lạnh. Da đánh răng mà nó lạnh ê răng luôn á. Dạ. Mùa này là có gió Tết rồi nè Út. Tết Tết nữa thấy gầu rồi đó. Bắp bắp nè. Ông bác bà của Diễn Út có cả nhà. Thì tỉa ngay bảo á. Ngay bảo rồi cái bắp nó không lớn không lên nổi. Không có dư thôi chứ lẽ không đủ mày. Bán cho bà con sớm nấu ăn. Dễ thì bán cho bà con sớm nấu ăn. Nó nhỏ nhỏ chứ mà nó hộp chứ lắm. Tại cái loại đất này là... Ôi trời gãy nè Diễm. Lọc cái này còn ướt tới. Chị cho sang còn ướt. Có 5 gâu da mà. Một cầm mẹ làm nè. Chị bán xíu quá trời. Cầm mẹ làm hả? Chị nói bốc lên đủ mày nó sai rồi. Người dân làm gì cũng thua lỗ. Anh của Út Cường chồng tốn mười mấy triệu tiền phân tiền thuốc mà bán được có 170 mấy ngàn. Khóc không ra nước mắt. Năm rồi có năm chồng á đến dịch bệnh đó, rồi bỏ tốn hơn mười mấy triệu. Nghe lỗ là nhiều. Da gãy một cái nó lừ nó đỏ như đèn. À, lúc đó cái kênh YouTube mình chưa có quay ha, chứ phải quay mình quay cho bà con coi. Ớt tàn bự bự nè cả nhà, trái nó sỏ như là đũa dắt vô ống vậy đó mà nó đỏ dễ chứ. Phải đốn bỏ tại vì không ai mua hết trơn. Nhỏ nhỏ mà nó hột lên nữa nha. Để mình cái mình nha. Ta mua về nấu ăn. Chất lượng thì như nhau nhưng mà về ngoại hình thì nó không bằng. Cái người dân mình nó tặng tiện lắm nha, làm mấy cái này là hốt về cho bọn luôn nha, không có bỏ nha. Hốt quá, dành nhau luôn á nha. Dành hốt luôn á. Em lấy á nha. Cái này ăn ngọt á, bọn. Bọn ăn luôn. Lấy bắp đẹp vui quá. Ăn cơm kìa, ăn cơm ba kìa. Ăn miếng thì đi. Có mùa bắp. Giờ ăn cơm đi chắc bụng. Ừ, bụng đi chắc ếch vậy rồi. Trời, tan bữa lại bữa. Thank you.